ngoài 3 năm. Mấy cái năm. To còn mấy cái này mấy cái này như mấy cái này là mới năm thứ hai thôi. Dạ. Dạ. Vừa rồi là cũng gặp tình trạng sượng phải không cô? Sượng. Sượng anh Trung. Sượng. Rồi. Thì bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề là hiện tại là cây đang phát triển. Nói chung là anh Trung này thông cảm nha. Dạ. Em là cũng quần rượu gạo. Mấy nay mấy anh em cũng làm cho ba lon cô. Dạ. Ba lon bia thiệt. Dạ. Thì bây giờ quay cái này năm ngoái em làm nè, em làm cũng bị sượng. Sượng phải không? Dạ. Đây chúng ta bước vào cây Moskin này. Dạ. Đây. Cái này là 3 năm à, mà ngoài 3 năm anh, khoảng 3 năm hơn thôi. 3 năm hơn. Dạ. Mà vừa đầu là nó là làm bông làm trái, làm thu trái xong là bị sượng đúng không? Dạ, cái trái nó chín rồi là mình thu vô là nó bị sượng. Nó sượng giống như là sượng nước mà còn cái phần một phần trắng phần cơm vàng gì. Đúng rồi, ăn rồi. Cũng như sượng nước mà sượng có trái nặng, có trái nhẹ, có trái ăn được, còn dạ. Có trái ăn không được luôn. Có trái ăn không được luôn, ăn lạt nhách lạt nơ. Đúng rồi, lạt nhách mà nó cứng luôn. Cứng luôn. Ừ. Cái vườn này bao nhiêu cây anh Trung? Vườn này nó lớn nhỏ chắc nè, khoảng 500 ngoài á. Dạ. Dạ. Vừa rồi là cũng đi theo cái kỹ thuật của Willow Farm hết. Đúng rồi, thì dạ. Willow Farm đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ thật ra là bây giờ anh em mình đứng đây á, mình chỉ nói chuyện về hoàn toàn là tất cả mọi thứ đều về vấn đề là sinh trưởng không à. Dạ. Còn kinh doanh này mình chưa nói được. Dạ. Nhưng mà em chỉ có góp ý đem đến một chút xíu cái câu chuyện thôi. Dạ. Thí dụ như gặp mưa nhiều, anh đẳng ca lê giùm em. Dạ. Dạ. Thật ra tại sao nó bị sượng? Yeah. Thì mọi người nhớ vậy, em diễn tả cho anh Trung biết nha. Yeah. Cái mặt của em là cái muối sầu riêng. Yeah. Thì đây hiện tại đây là cái gió sầu riêng. Yeah. Cô. Thì khi mà gặp mưa thì tình trạng đạm nó nhiều. Yeah. Tình trạng đạm nhiều nó phình to tế bào. Yeah. Nó phình to tế bào cô. Thì nó khi nó phình to tế bào, cái vỏ nó phình to, cái ruột nó không phình to được. Yeah. Thì lúc này nước nó phải chung vô đây. Yeah. Thì làm sao mình phải vỡ được cái phình to tế bào đây. Yeah. Cái phình to tế bào là nguyên nhân do đạm. Thì bây giờ mình chỉ có phá vỡ được đạm là chỉ có một kali. Ừ. Trái sầu riêng Moskin của mình là không cần to. Yeah. Mình cần chắc cơm. Ừ. Chứ giờ giá bán 400 ngàn ký, 200 ngàn ký. Thí dụ vậy, mình đang nói câu chuyện vậy. Nhưng thí dụ như vậy là, thí dụ trái sầu riêng mà đang ôm như thế này, cái vỏ sầu riêng đang như vậy, đang ôm như vậy, gặp đạm đó, nó phình to tế bào. Chỉ mục đích bây giờ mình làm sao phá vỡ được cái đạm đây ra. Thì lúc đấy là anh Trung tương tác với em, có lẽ là tí nữa anh em mình sẽ xin số điện thoại với nhau. Dạ rồi. Là tốt nhất. Dạ. Dạ. Nhưng cô, có nghĩa là đến cái giai đoạn làm bông làm trái, hiện tại là chúng ta thấy lá là không có cái lá nào cháy hết, cây tất cả mọi thứ phát triển bình thường. Dạ. Nhưng chúng ta mục đích chúng ta là đến cái giai đoạn kinh doanh. Dạ. Thì hôm nay cũng đường xa ước mưa, đường xa đúng rồi ước mưa. Cũng may là hôm nay trời nó không có mưa. Thì khi mà cái giai đoạn trái mà sầu riêng nó chuyển cơm, thí dụ như khoảng cỡ tầm 70 ngày. 60 ngày cũng được. Yeah. Nhưng mà nếu anh cho mà sai sát khoảng 60 ngày đi. Yeah, 60 ngày. 60 ngày thì nếu gặp mưa là anh cho em kali. Yeah. Có nghĩa là kali làm cái gì? Anh rải hết dưới tán lá, anh phun luôn kali hữu cơ luôn. Cái là mục đích của mình là lúc này kali hữu cơ mình phun trên này là không cho đi đọt. Cái điều đấy là nói chung là để mình hạn chế cái đọt không. Nhưng mà ở dưới này gốc này cô, có nghĩa là mình sẽ đi kali để nó khống chế lại cái đạm. Ở đây là giải thích cho cô là cái ruột sầu riêng là cái mặt con. Cái này là cái vỏ, hai bàn tay là cái vỏ sầu riêng. Thì khi đạm ra là phình to tế bào. Giống như đạm nhiều thì bác sĩ không cho ăn thịt chó với trứng vịt lộn vậy đó. Thì khi đạm nó phình to tế bào, thì nó phình to tế bào, cái vỏ ra phình to thì cái gì nước nó chung vô. Thì mình khống chế cái đoạn đạm đấy. Cái thứ hai nữa là vườn mình đang làm cái tình trạng là mình thoát nước là ok, đang làm luôn, đang làm rảnh luôn. Yeah. Thì bây giờ anh chỉ giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là anh làm cho em thoát nước. Cái thứ hai là giai đoạn chuyển côm của trái. Ừ. Tại trái sầu riêng Moskin nó cũng gần như là trái riêng xấu vậy đó, chứ nó không phải như kéo dài như ta thái. Ừ. Thì giai đoạn khoảng 80 ngày, 90 ngày. Ừ. Là khi mà gặp mưa, anh sẽ đi ổn định cái độ pH giùm em, có thể là bằng cái gì? Ổn định độ pH là bằng thằng vui. Ừ. Lấy cái dưa bột đó cô. Ừ. Lấy cái dưa bột, cái mình 2 kg dưa bột, 2 kg dưa, đây dưa đá. Yeah. Vô đá, bỏ vô đá, vô nước mà nó sôi ồ ồ ồ á. Nó cung cấp canxi đúng không anh? Đúng rồi, cung cấp canxi, nó ổn định cái độ pH. Có nghĩa là mình bỏ vô, mình lấy mình tưới cái vườn. Yeah. Và mình ổn định luôn cái độ lăng. Yeah. Có nghĩa là lăng là nó ổn định được cái độ pH. Lúc đó cái độ pH của mình nó không có bị sập xuống. Khi mà độ pH mình tụt xuống á, là rễ nó sẽ bị sốc. Yeah. Cái rễ nó bị sốc trước, có nghĩa là bị sốc nó sẽ không dẫn được cái dinh dưỡng lên nó nuôi trái. Yeah. Nhưng cái quan trọng đầu tiên nhất là mình phải lưu ý có hai cái vui với cái lăng. Nó chỉ là hai cái vấn đề, còn cái vấn đề nữa là kali. Ừ. Tại kali nó sẽ làm xì đạm ra.
N là đạm, B là lăng, K là kali, NPK. Thì lúc cuối cùng đến cái giai đoạn mà gọi như cái chuyển thành cơm, có nghĩa là nó đã là 1 kg, 1,5 kg rồi. Có nghĩa là tái của mình là 70 ngày, 80 ngày gặp mưa là mình phải đi kali. Thì anh kali trắng. Thì cứ gần ở đây tiệm bảo vệ thực vật nào anh cũng được. Để mình phải chuẩn bị kali giùm em. Dạ. Bây giờ cô hỏi con cái này nha. Dạ. Cái hướng mà con ở đây á, là người ta có cái hướng là năm nay người ta làm sớm. Dạ. Để tránh mưa. Dạ. Vậy thì bây giờ á, người ta định là người ta tủ bạc. Người ta định là tủ bạc. Dạ. Tủ bạc để khoảng dự tính là từ mùng 10 tháng 8 âm lịch. Mùng 10 tháng 8 âm lịch, dạ. Tủ bạc rồi khoảng 20 ngày sau là sẽ dỡ bạc. Khoảng 30 ngày sau mới dỡ bạc được. Tại vì sợ cái dùng này đất miền Đông nó không giống như đất miền Tây. Dạ. Có nghĩa là khi mà mình đi ủ mầm bông này nọ, anh rải lăng, rải kali này nọ thì xong rồi tủ bạc để ủ mầm bông. Tất cả mọi thứ 20 ngày đến hoặc là 30 ngày. Cái lúc đấy á, thực ra là nó không quan trọng để giải quyết cái việc vấn đề sượng. Nha cô, thật ra là mình 20 ngày nếu bông mình ra là mình vẫn kéo được bình thường. Mình vẫn đưa ra bông, nếu nó nhúng rồi thì vẫn kéo bông, vẫn nuôi bông được bình thường. Nhưng cái vấn đề ở đây á, là cô 20 ngày, 30 ngày, cái đó vấn đề đã không có quan trọng. Quan trọng mình đang cần giải quyết là vấn đề sượng. Thì là ý là cũng như là người ta làm bây giờ là người ta cho ra sớm á. Dạ, thì ra sớm. Nếu mà để theo mùa, dạ. Theo mùa ở đây á, thì người ta sợ là tháng 3, cuối tháng 3 là mưa. Năm nay ở đây là đầu tháng 4 là mưa đó. Đầu tháng 4 mưa, cuối tháng 3 mưa. Ừ. Mưa. Cho nên là người ta ý người ta là bây giờ muốn làm sớm để mà tránh mưa. Cái điều kiện năm vừa rồi nó năm dừng 2 tháng. Đúng rồi. Chứ năm nay là năm sau nên mình không có. Nên cái vấn đề mình cứ vẫn tiếp tục theo cái công thức mình làm. Tuy nhiên cái Musikin này là mình sẽ giải quyết cái vấn đề là sẽ cung cấp cái dinh dưỡng khác với thằng Thái, với thằng R6. Bây giờ mình bỏ R6 ra. Mình thằng R6 nó uống sượng nha anh. Đúng rồi, thằng Thái nó uống sượng nha. Nhưng mà thằng R6 nó uống sượng ngang ngửa thằng Musikin. Bây giờ cái việc vấn đề ở đây á là cô tủ 20 ngày hay 30 ngày á, thực ra lúc đó nó không quan trọng. Quan trọng của mình lúc đấy là cần ra bông trước đã. Còn cái vấn đề vừa rồi mình gặp 3 cơn mưa đầu tiên ở mùa, ở tháng 5 vừa rồi. Vừa rồi là anh gặp mưa. Gặp mưa chứ. Gặp mưa, nếu như mưa nhiều mà anh không xử lý được cái vấn đề là dư đạm ở trong đó, trong nước á, ở trong đất á, là trái nó bị sượng. Thì bây giờ á, là chúng ta sẽ kết thúc lại cái câu chuyện ở đây này. Nếu như cô tủ bạc, cô làm nghịch vụ vẫn ok mọi thứ hết. Cô tủ bạc, cô sẽ học này nọ hết. Nhưng cửa điện nó ra bông. Ra bông đến cái giai đoạn mà trái nó gần mà chuyển cơm có là 70 ngày, 80 ngày. Nó chuyển cơm. Lúc đấy anh đi kali giùm em. Anh làm gì làm phải kali. Tại vì thằng Musikin này chúng ta không cần trái to. Chúng vừa đủ cơm là được rồi. Nó chắc cơm là được rồi. Nhân cô. Vậy là lúc đấy anh Trung phải không? Dạ. Anh Trung. Lúc đấy là bây giờ là khi mà anh gặp những cái cơn mưa mà đặc biệt là qua cái tháng, những cái tháng đó là anh gặp mưa là anh chuẩn bị ở nhà mình chuẩn bị kali trắng giùm con. Và cái thứ hai nữa là anh cô chú phải chuẩn bị giùm con cái lăng bài thằng vui. Vui với lăng là ổn định được pH. Còn kali là để phá vỡ cái niêm trạng của đạm. Thì đạm nó dư vô là cái như cái mặt của con như vậy, cái đạm nó vô nó phì ra thì nước nó phải xì vô cái chỗ hỏng mình nè. Thì nó sẽ rất là dễ bị sượng. Thế nên chúng ta sẽ phải chuẩn bị kali trắng để mình phá vỡ cái niêm trạng đã. Và trong cái giai đoạn làm bông là anh chú ý làm em nè, riêng lăng không chưa đủ. Riêng Musikin đó nha, là riêng lăng chưa đủ, anh phải có thằng kali nữa. Dạ. Phải có thằng kali nữa. Thì kali nó cũng không hợp chung trong ví dụ như 40-46 kali với lăng, còn đạm là không, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, 40-46. Thì anh chú ý làm sao phải có kali, còn khác là mình tự trộn cũng được. Dạ. Cái là 9 kg lăng 1 kg kali. Dạ. 9 kg lăng. Trộn không có điều đó. Trộn nhiều khi không điều thì mình mua. Nhưng mà cái giai đoạn chuyển côn là cô phải chuẩn bị kali nha. Phải chuẩn bị kali. Nhưng mà theo con á là cứ một cây như vậy thì bón cỡ bao nhiêu kali? Cái phần này mình dư kali cũng được. Một thí dụ như 1 tuần, 2 tuần là anh dụ như 1 tuần đầu anh quất giùm em từ kali ở con tán lá này, anh quất ra bên ngoài. Dạ. Là 1 kg. Ừ. Một tuần sau cũng được. Cái tại mình phụ thuộc vào thời tiết. Chiều nó mưa nhiều á cô Thanh. Tùy theo cây nữa. Tùy theo cây, dạ. Cái to anh ký, cái nhỏ thì 8 lạng nửa ký. Mục đích của mình đưa kali là làm gì? Mục đích của mình đưa kali là để nó phá vỡ cái niêm trạng của đạm. Và nó đưa cái trái vào nó chắc cái cột.
nói là không cho trái phần to, mình không cần trái to. Đúng rồi. Đấy, không cần trái to, thế mình chỉ cần được là nó chích không. Thì nên cô chuẩn bị dùm kali. Thì kali thường thường kali ở ngoài thị trường này cũng có kali trắng là nhiều. Dạ, dạ, ở đây có bán kali sulfat, kali trắng sulfat. Dạ. Rồi ở trên thì anh phun dùng nhé, anh muốn theo hỗ trợ công ty của công ty ấy, có dạ kali hữu cơ. Dạ. Thì anh phun vô. Dạ. Phun trên lá là chủ yếu chúng ta là dưới căn lá là nhiều. Dạ. Kali dưới căn lá để nó hấp thụ kali nhiều. Ừ. Còn chúng ta phun ở ngoài đây là khống chế đi đọt. Ừ. Thực ra thì Musikin này á, nó ít rụng hơn hàng Thái. Ừ. Nó không có rụng, nó đang bị sượng là sượng giai đoạn gặp mùa mưa. Thì bây giờ hiện tại vườn của con là cái lộn vườn của cô chứ không phải của con. Xin anh chị thông cảm. Là bây giờ vậy là thoát nước rồi nè. Ừ. Bây giờ còn ở chỗ này nè, anh Trung cho em xẻ luôn vậy nữa là anh. Đúng rồi, okay. Đó em cũng tính xẻ vậy đó, xẻ đường xẻ dạ cái mương 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 cái này mương cái, mương cái luôn. Nhưng mà sau này sau này chắc khi làm cái chắc em sẽ cặp đây nữa nè. Thì đúng rồi, cặp bên kia với bên kia một đường nữa. Bên kia đường bên này. Ở bên đây đường này là vuông dứt cái cây này luôn, bởi vì miền Đông này muốn tủ bạc thôi phải dùng vậy thôi. Dạ. Vì cho nó ba nước là nó sẽ xuống bốn cái mương của mình đó. Anh, học, anh tính miền Đông này bữa mùa này anh tính tủ bạc không? Em nghĩ bên đây thì tủ bạc, nhưng em chắc không nghĩ không cần thiết á. Thật ra thì em cũng nghĩ không cần thiết. Ừ. Tại em nghĩ vậy. Chúng ta đang giải quyết cái vấn đề của sượng. Nhưng mình mà làm trái miền Đông này thì nó không khác với miền Tây hoàn toàn. Không bởi khác, vì nước dạ nó lượng nước nó không hỏi như miền Tây mình nó độ ẩm nó cao á. Dạ. Mình rút nước, còn miền Đông này thì cũng như tới mùa mình là làm trái nó mưa ít rồi á. Dạ. Không cần tủ bạc cũng được. Không cần tủ bạc. Thì bây giờ kết thúc lại câu chuyện, chúng ta chỉ cần giải quyết cái vấn đề sượng. Sượng. Còn tủ 20 ngày, tủ 3 ngày nó không có dạ vô nghĩa. Tại thực ra nó vô nghĩa, tại tủ 20 ngày hay 3 ngày mục đích của mình là làm bông. Ừ. Chúng ta cần giải quyết sao ra bông rồi, bây giờ diễn. Giờ cô cần là phải giải quyết cái vấn đề sượng. Đấy, cái vấn đề đấy. cái lúc mà trái đậu lên cây rồi á, đó sao là sượng là diễn chịu nhá. Đâu. Cái vấn đề ở đấy á, lúc đó là chúng ta cần kali hơn đạm. À. Và đặc biệt là anh em cũng nhớ này. À. Lúc mang trái Musikin không cần đạm. Và cái thứ hai nữa không cần phân gà. Nhớ nghe. Cô không có bỏ phân rau, gà. Không có phân gà. Dạ. Phân dê lượng đạm rồi nó cũng không thua phân gà. Cô không thua. Nhưng mà vậy á, bây giờ con muốn đi phân dê phải không? À. Giờ kết thúc cái mùa mưa tháng 10 này, kết thúc mùa mưa cô đi phân dê giùm con. Đi trước á. Đi trước. Ừ. Thì bây giờ phân dê với phân gà nó không cùng vậy á cô. Bây giờ là cô cô để đó tới tháng 10 hết mưa rồi cô rải. Hết mưa là cô rải. Ừ. Rồi còn cái giai đoạn mang trái á thì làm gì làm, lá này to rất là ngon lành rồi. Thì cứ làm gì làm, cô với anh Trung chuẩn bị giùm con kali, dư lăng, dư vui. Ừ. Vui thì anh Trung chuẩn bị vui đá cũng được. Anh Phong phun qua hệ thống qua đèo đúng không? Ừ. Không, ở đây không có. Anh đây không có qua đèo. Ở đây mình chỉ bón trực tiếp, mình tưới. Bón trực tiếp, tưới. Tưới hệ thống, tưới tự động. À, tưới tự động, có nghĩa là có một cái bồn phân như vậy nữa. Không có. Không vậy. Giờ mình thủ công thôi, mình làm thủ công bằng tay thôi, rồi bắt đầu mình hệ thống tưới bét nè, mình nổ máy lên là chỉ tưới lu a lu b đó. Xong rồi tưới a lu a lu b. Là cho tan phân thôi. Rồi, rồi bây giờ vậy nè. Cái máy bồn của anh nó hút được cái, tạo được cái bồn phân như ở miền Tây không? Được chứ không phải là không được, nhưng mà với điều kiện là phải ở đây mới xử lý cái hố lót bạc nữa, này kia nọ bơm nước lên đó mới chuyển phân nữa. Tứ qua đây em hiểu rồi, cũng như là ở đây chuyện lên đây là có cái máy làm điều khiển là đi tưới hệ thống phải không? Là tưới càng đúng không? Dạ đúng không? Dạ. Thì bây giờ là cái mùa làm bông làm trái là mình chuẩn bị giùm con vôi đá để anh phi á. Dạ biết rồi. Hoặc anh rải cũng được. Ừ. Vôi để ổn định độ pH. Cái thứ hai là lăng. Bây giờ cô nằm một tuần nữa là cô giấy thôi nè. Cô phi đầu nằm tuần nữa. Tuần nữa cô rải vôi. Giấy thôi, tại dạ vì để vôi cho cái mùa mưa này nè. Dạ, để ổn định độ pH không cô ha. Ừ. Cái nếu như anh Trung anh nghiên cứu được cái bồn á, mình trút cái vôi đá vô mà 2 kg vôi mình trút cho cái bồn 200 lít nước á. Ừ. Anh lấy cái nước công ra anh tưới thì nó tiện hơn cái công của mình ấy. Đúng rồi. Nó tiện hơn cái công của mình. Ừ. Nên cái máy bơm của mình là hút từ đâu, có phải máy bơm chìm đâu phải không? Ừ. Nếu không máy bơm chìm thì anh làm một cái bồn riêng, cái bồn 1000 lít nước á. Ừ. Thì anh bỏ vô ra 1000 lít nước, anh khoảng 5 kg vô đá. À. Thì lấy cái nước trong ra anh tưới để ổn định được cái bộ độ pH. Chứ thứ hai là tiết kiệm được cái chi phí. Ừ. Vôi mà mình rải nó tốn tiền nhiều chi phí. Đúng rồi, nó cũng đỡ hại đất hơn. Dạ đúng rồi, chính xác là nó không phải chạy đất. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái vấn đề là sượng. Ừ. Thì bây giờ anh Trung
thật ra là anh Trung, anh với em này, em không biết em có biết anh không, anh với em không chưa biết nhau, biết trên mạng, biết trên mạng mà biết lâu rồi, biết anh rồi. Biết anh với anh Năm lâu rồi. Đâu. À. Thì bây giờ quay trở lại là cái giai đoạn mà khoảng 70 ngày, 80 ngày, 90 ngày, lúc đấy là gặp mưa nhiều là anh Cali giùm em. Dạ dạ. Để cái giai đoạn đó anh giải quyết Cali. Dạ, đúng rồi, rớt hột mưa xuống là rớt hột mưa xuống là phải Cali liền. Dạ. Như là tháng cuối cùng của tháng cuối cùng phải có Cali. Ừ, Cali. Thì phải Cali. Dạ. Có nghĩa là chúng ta không cần trái Muscovite phải to mà chúng ta phải cần trái chắc. Lúc đó Cali nó sẽ rị lại ha. Nó rị lại. Không, nó không cho nó hút dinh dưỡng đạm lên nữa. Dạ, nó không hút đạm. Dạ thì trái nó lớn từ từ. Ừ, thì lớn từ từ. Dạ. Được rồi. Dạ. Nó không phì trái là nó không có, nó không bị sượng, ít bị sượng. Thực ra là cái vấn đề sượng á cô, là ri xấu cũng bị, thái nó cũng bị, chứ không phải riêng Muscovite. Nhưng câu chuyện vừa rồi là Muscovite nó lên hơi quá, cái là chúng ta đang kỳ vọng Muscovite mà vừa rồi ông kia ông bán 160, 170 thì tới bản thân tới mình đó nó giục, đạm vô nhiều á thì nó bị giục. Nhưng mà mọi người nên lưu ý là cái vấn đề là riêng cái vườn của mình không đậm cá, không có đạm gì hết. Dạ, không. Hoặc là phân gà không có, nhưng phân dê thì cô mùa nắng cô làm giùm con nha, mùa mưa không có. Rồi ok. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà tái 70 ngày rồi. Yeah. Lúc đó là đang chuyển côn rồi. Yeah. Thì mình nghĩ là lúc đó đâu cần lớn nữa, lớn là lớn giai đoạn đầu chứ lớn lúc đấy là lớn gì nữa. Yeah. Thì lúc anh Cali giùm em. Yeah. Nha. Yeah. Nha cô. Ừ. Để nha, cho mình có cái tinh thần yên tâm. Ừ. Chứ nếu mà anh coi cái vườn, coi YouTube hay coi TikTok thì chắc là cái bước biết cái vườn ở Đồng Tháp của con. Thì vừa rầu cái đợt vừa rầu là con cũng có Muscovite, nhưng mà hoàn toàn là mọi thứ là không có sượng. Tại thực ra là mình cũng nắm được cái quy trình là cái Muscovite mình không cần to trái, mình không cần đạm. Yeah. Khi mà đạm xuống là mình phép nước mưa xuống là mình phá vỡ cái niêm trạng của đạm liền. Yeah. Thì vườn của cô nó có yếu tố là đang chuẩn bị làm thoát nước, không trồng sâu. Yeah. Thì cứ Cali mình dẫn. Yeah. Ở đây là Trung nó trồng cả hết rồi. Dạ. Yeah. Dạ anh Trung này chứ cũng ăn nằm đâu đây lâu rồi chứ. Nó ở đây hầu nó mới 16 tuổi. 16 tuổi hả? Dạ. Có lên vườn trên không? Cái khu mà đó là em. Dạ, đi vườn trên đó đâu cô ơi? Đây. Rồi chúng ta đi vừa cái yếu tố ở đây nè. Cái này là chúng ta đánh giá rất là cao nha. Vườn nào mà để cái tán lá mà quanh tán lá mà cái ống nước này chúng ta đánh yếu tố rất là cao để điểm 10 chất lượng nha mọi người. Có là chúng ta rễ tới đâu là tàn tới đấy. Rồi em chào anh chị nha. Em bước. Cái đường này hoàn toàn là mình làm thoát nước. Ở đây mà anh xẻ luôn đúng không anh Trung? Đúng rồi, em xẻ luôn. Sau này cứ làm trái là em xẻ dọc về luôn nè. Giờ cho nó lên tới mùa mưa. Cô nguyên cái vườn này là từ hồi giờ mà không có cháy lá luôn này. Không, hồi nào giờ trồng nhỏ lớn không bị cháy lá, nhưng mà bị thúi rễ. Bị thúi rễ. Thúi rễ chị muốn đuối luôn á. Nhưng mà thúi rễ cũng không đáng kể đâu. Đúng rồi, không. Cái vườn này kiếm thiệt đó, cây phát triển bền ghê. Có vườn bên đó em trồng hai năm mấy mà nó lớn đều luôn, đẹp luôn á. Cái vườn đó trồng sau cùng mà giờ nó đẹp nhất á. Cái số này là lúc trồng chưa có kinh nghiệm. Ủa vậy là nguyên vườn này là